Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 7 tháng 1 năm 2011, cả thành phố Hải Phòng chấn động sau khi phát hiện một xác chết không đầu, không tay chân tại khu đầm Triều, phường Quán Chữ, quận Kiến An. Xác chết kia là ai? Ai là thủ phạm của vụ án giết người man dợ này? Chương trình Hành Trình Phá Án trên ANTV hôm nay xin gửi tới quý vị, các đồng chí và các bạn quá trình tìm ra kẻ thù ác gây ra vụ án nghiêm trọng này của các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng. Mười ba giờ ba mươi phút ngày 7 tháng 1 năm 2011, tại khu đất trống giữa số nhà 64 và 68, khu chợ Đồng Triều, phường Quán Chữ, quận Kế Nam, thành phố Hải Phòng, đã phát hiện một thi thể bị mất đầu và hai tay được phủ trên một chiếc chiếu. Quá sợ hãi, người công nhân này đã bỏ chạy rồi chi hô báo cho những người xung quanh biết. Thông tin trên lập tức được Công an phường Quán Chữ báo cáo lên cấp trên. Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường. Kết quả bước đầu cho thấy nạn nhân là phụ nữ khoảng 40 tuổi bị sát hại dã man trong tình trạng mất đầu và hai cánh tay. Chân trái có vết cắt dở ở đoạn háng, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Thi thể nạn nhân khi phát hiện đã được rửa sạch sẽ, không còn vết máu, bị phủ dưới lớp rác phôi bào. Sau khi nhận được thông tin tại phường Quán Chữ về việc phát hiện một xác chết tại bãi đất trống thuộc khu vực chợ Đồng Triều thuộc phường Quán Chữ, quận Kiến An, được sự phân công của lãnh đạo công an quận, thì tôi là người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Khi xuống hiện trường thì phát hiện xác chết thì không còn nguyên vẹn thi thể, nên là xác định xác chết nằm sấp, đã không còn đầu và không còn tay, chỉ còn phần thân và chân thôi. Thì xác định mà lúc đấy thì cũng xác định như đấy là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với tính chất là hết sức dã man. Do đó là tôi báo cáo lãnh đạo công an quận và xin ý kiến chỉ đạo lãnh đạo công an quận về việc là tăng cường, báo cáo công an thành phố việc tăng cường các cái đơn vị nghiệp vụ PC54, PC45 để phối kết hợp công tác điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, xác định đối tượng. Hiện trường vụ án là một khu đất trống nằm giữa khu dân cư. Muốn vào đây phải qua một con ngõ nhỏ sâu hút. Ở đây hầu như nhà nào cũng có cửa hậu đi ra con ngõ ấy. Tuy nhiên hiếm khi có người qua lại. Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng ngay lập tức chỉ đạo phân công công việc một cách khẩn trương, khoa học cho các đơn vị chức năng, xác lập chuyên án 111G, bao gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Kiến An cùng một số đơn vị nghiệp vụ. Các điều tra viên trinh sát, các cán bộ có kinh nghiệm nhất được huy động với quyết tâm sớm tìm ra hung thủ. Tuy nhiên công tác điều tra được xác định là vô cùng khó khăn, bởi tử thi không có đầu và hai cánh tay, cho thấy đối tượng đã cố tình dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm đối phó với hoạt động điều tra của cơ quan công an. Có thể nói đây là một cái vụ án hết sức nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Người bị hại đã bị hung thủ giết và tẩu tán tang vật của vụ án, các dấu vết của vụ án. Đặc biệt là với cái khó khăn bước đầu, chúng tôi xác định đây là cái vụ án vừa đặc biệt nghiêm trọng, vừa hai là nó mang tính chất hết sức phức tạp và khó khăn cho quá trình điều tra. Đó là thân người bị hại thì ở một vị trí, còn đầu và tay của người bị hại thì đối tượng di chuyển đi một cái vị trí khác. Và cái khó khăn nữa là thời tiết khi xảy ra vụ án là hết sức khắc nghiệt, dưới 10 độ C, khoảng 5-6 độ C, cho nên là việc mà xác định những cái phần dấu vết còn lại trên cơ thể của người bị hại là hết sức khó khăn. Trên cái tinh thần đó thì chúng tôi xác định đây là cái vụ án trước mắt là xác định vụ án giết người, và với một cái phương thức thủ đoạn hết sức coi như là dã man và tàn ác. Ban chuyên án khẩn trương làm việc với cường độ cao,
tập trung liên tục rà soát địa bàn, thu thập thông tin từ người dân sống gần hiện trường xảy ra vụ án. Khoảng 2 giờ đêm, tôi có nghe thấy tiếng chó nó sủa. Tôi dậy, tôi kiểm tra nhà cửa xung quanh, tôi nghĩ nó là trộm đạo gì đó. Nhưng mà tôi thấy ở cách nhà tôi một đoạn, tôi có nghe thấy tiếng dịch một cái. Tôi nghĩ là người dân người ta vất rác vất chiếc gì ở cái khu vực đấy. Cái khu vực đấy là cái đất trống mà thường xuyên người ta vất rác vất chiếc ở cái khu vực đấy thôi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tôi thấy một số bà con đang đứng nhốn nháo ở đấy. Tôi vào tôi kiểm tra thì bên trong cái khu vực đấy thì tôi thấy lúc đầu tôi nghĩ nó là ma lơ canh. Thế nhưng mà sau tôi lấy gậy tôi chọc vào thì tôi thấy đó là cái xác chết. Các điều tra viên cho rằng khả năng lớn đây là thời gian hung thủ vác xác nạn nhân phi tang. Tìm hiểu và đánh giá, sàng lọc mâu thuẫn nổi lên tại các khu vực xung quanh địa bàn phát hiện xác chết cũng được một tổ công tác tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Việc làm này tuy mất nhiều công sức của cán bộ điều tra nhưng lại là một khâu rất quan trọng để các điều tra viên truy tìm kẻ thù ác. Tuy nhiên, chân dung của kẻ giết người vẫn rất mờ thịt. Chúng tôi xác định khi xảy ra vụ án, khi mà phát hiện một phần thi thể của người bị hại thì chúng tôi xác định nó có hai vấn đề khó khăn nhất trong quá trình điều tra. Vấn đề thứ nhất là xác định nhân thân của người bị hại. Và cái vấn đề thứ hai là xác định là đây là cái hiện trường thi thể người bị hại nằm rải rác ở trong khu vực xảy ra vụ án, thì xác định đây ban đầu không phải là hiện trường chính. Đấy, hiện trường chính ở một vị trí khác, cho nên là cái nhiệm vụ của tất cả các lực lượng tham gia điều tra vụ án là phải làm rõ hai vấn đề, tập trung làm rõ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nhanh chóng xác định tung tích của người bị hại, và vấn đề thứ hai là xác định hiện trường chính để khoanh vùng và đối tượng nghi vấn. Cái khó khăn của việc xác định nhân thân người bị hại là hai cánh tay, sau khi chúng tôi mở rộng cái hiện trường ra thì phát hiện hai cánh tay của người bị hại đã bị ngâm trong một cái vũng nước mà ở với nhiệt độ 5-6 độ C trong khoảng 2-3 ngày rồi. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tập trung sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, cộm cán nổi lên trong địa bàn. Cơ quan công an đã mời những đối tượng này đến để điều tra làm rõ. Được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiều của quần chúng nhân dân, là sau khi sàng lọc thì ban chuyên án cũng như anh em tôi cũng dựng lên được một số các đối tượng nghi vấn và đưa về công an phường Quán Chữ để xác minh. Song song với việc đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục là phát động quần chúng nhân dân trong công tác để tố giác tội phạm. Không ngoài công tìm kiếm, một tổ công tác qua kiểm tra căn nhà số 676 đường Trường Chinh, phường Quán Chữ là ngôi nhà đấu lưng với khu đất trống nơi phát hiện ra xác chết do Nguyễn Dũng Giang sinh năm 1980 thuê làm cửa hàng bán quần áo. Tổ công tác phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi. Cùng với sự nỗ lực của tất cả các đơn vị, trong đó PC45, VC54, Công an thành phố, Công an quận Nghệ An, Công an phường Quán Chữ và bà con tổ nhân dân, thì anh em chúng tôi đã thu được những kết quả, chúng tôi thu được những cái thông tin rất là quý giá. Thì xác định có một đối tượng là ở trọ khu nhà phía trước của cái lô đất trống, thì cũng đối tượng này đến thuê trọ thì cũng mở gian hàng bán quần áo. Trong quá trình thuê trọ thì có nhiều cái biểu hiện nghi vấn, rồi quan hệ phức tạp. Qua quá trình đấu tranh thì chúng tôi cũng có thấy trong cái việc lời khai của đối tượng nó rất nhiều cái vấn đề bất minh vào thời gian, và đối tượng khai báo lúng túng, loanh quanh và cái quan hệ cũng không rõ ràng. Đáng chú ý là trong gian bếp của ngôi nhà Giang đang thuê còn có chiếc chiếu ướt
và có mùi tanh rất khó chịu. Các trinh sát còn phát hiện đối tượng này có nhiều điểm bất thường. Vì dù nhà ở sát với bãi đất trống, được phát hiện xác chết, nhưng khi vụ việc được phát hiện, Giang không ra xem như mọi người mà vẫn ra quán nước gần đó như mọi ngày, rồi mở cửa hàng bán quần áo bình thường. Thông tin nhanh chóng được báo về ban chuyên án và Nguyễn Dũng Giang được mời về trụ sở công an phường Quán Trữ để làm việc. Tuy nhiên, khi về trụ sở làm việc, Giang hết sức bình thản, trả lời trôi chảy các câu hỏi của cán bộ điều tra và một mực khẳng định mình hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Trắng đêm không ngủ, công việc kiểm tra và tìm kiếm vẫn được lực lượng công an miệt mài thực hiện cho đến tận sáng, rồi đến chiều hôm sau. Một mặt kiên trì đấu tranh với đối tượng, các anh đồng thời tích cực mở rộng rà soát xung quanh khu vực hiện trường với hy vọng tìm được phần còn lại thi thể của nạn nhân. Điểm xảy ra vụ án thì là giáp Tết, thì lúc đó là cũng hết sức cấp bách trong tình trạng đối vụ đặc biệt, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an quận bằng mọi giá là công an quận Nghệ An phải tập trung hết mọi lực lượng, phương tiện và các cái biện pháp nghiệp vụ sớm điều tra làm rõ đối tượng hung thủ. Nhưng mà do nạn nhân không còn nguyên về thi thể, việc xác định nhận dạng đối với nạn nhân cũng như nhân thân của nạn nhân là rất khó khăn. Thì chúng tôi cũng phối kết hợp rất là cao với PC45, PC54 trong công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm trường và mở rộng hiện trường để tìm các cái dấu vết, manh mối cũng như là phần thân thể còn lại của nạn nhân. Đúng như mong muốn của ban chuyên án, đến 15 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2011, một tổ công tác phát hiện hai cánh tay nạn nhân được gói cẩn thận trong túi ni lông, cùng một bộ quần áo phụ nữ bê bết máu, vứt dưới bể phốt của công trình xây dựng trên đường Đầm Chiều, đối diện với khu đất nơi phát hiện xác chết 30 mét. Các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hải Phòng đã rất khó khăn khi tiến hành lấy mẫu dấu vân tay của nạn nhân. Bởi trong thời gian mưa lạnh, ẩm ướt, lại bị vứt xuống dưới nước, nên hầu như các dấu vân tay đã bị biến dạng. Với kinh nghiệm dày dặn, sau hơn 2 tiếng đồng hồ miệt mài, kiên trì, cố gắng, các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân. Là chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1973, trú tại khu 5 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân có chồng đã mất năm 2008 và sống cùng con trai là Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1994. Đấy là buổi tối, hai mẹ con ăn cơm xong thì bất chợt em nhận cuộc điện thoại. Thì mẹ em bảo là đi đòi tiền ra lợ, ra trên nội về. Thì trước lúc mẹ em đi, em bảo mẹ em là em ở nhà thì cho em lấy điện thoại để em chơi điện tử. Mẹ em đồng ý, thì khi mẹ em bắt đầu em đi tầm 9 giờ, đi thì cũng tầm muộn. Tầm 10, 12 giờ thì cũng chưa thấy về, thì em nghĩ là chắc là ở bên nhà bạn ấy. Từ đấy mẹ em có chơi với cô này thì cô cũng nhà cũng ở ngay bên gần đây mà. Thì thỉnh thoảng mẹ em vẫn hay ở bên với cô ấy, thì ngủ lại ở đấy mà. Thì nói chung là những lần đấy thì mẹ em thường báo trước ấy, hoặc gọi điện về bảo. Đấy thì lần này thì không biết nó làm gì, thì em cũng nghĩ như thế. Trong khi đó, theo hồ sơ điều tra, lực lượng chức năng cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2011, Nguyễn Dũng Giang có gọi điện vào số máy của chị Hằng, tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Cơ quan điều tra phát hiện giữa Nguyễn Dũng Giang và chị Nguyễn Thị Thu Hằng có mối quan hệ về mặt tiền nong. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Dũng Giang sinh năm 1988, từ Hải Dương ra Hải Phòng học nghề lái xe ô tô. Học xong, Giang không theo học nghề lái xe mà xin vào làm hợp đồng nhân viên chiếu bóng rạp 1 tháng 5. Năm 2006, Giang lấy vợ và có hai con trai. Sau đó y bỏ vợ sống độc thân. Tháng 10 năm 2010, tưởng trường Trinh để ở và mở cửa hàng kinh doanh quần áo nữ. Cũng trong thời gian này, Giang quen biết với chị Hằng, rồi được chị Hằng cho vay tiền làm ăn. Những giờ đầu tiên khi được mời lên cơ quan công an, Giang rất bình thản, tự tin, tỏ ra hợp tác với cán bộ điều tra. Giang khẳng định mình là người làm ăn chân chính.
hoàn toàn không liên quan đến vụ việc đã xảy ra. Khi cơ quan điều tra đưa ra được các chứng cứ khó có thể chối cãi, Nguyễn Dũng Giang mới bắt đầu khai nhận. Tôi đã trực tiếp tiến hành điều tra, đấu tranh với Giang. Trong thời gian 2 ngày qua thì đến lúc này thì Giang vẫn tỏ rất bình thường. Khi đã đủ các căn cứ là xác định là đối tượng là có liên quan mà cần để xác minh tiếp thì đối tượng sau khi đã được hỏi một câu là quan hệ thế nào với chị Hằng ở chợ Hàng thì đối tượng tự nhiên là đang nói chuyện rất là bình thường, thế là tự nhiên là mặt đối tượng tái và mồ hôi nhợt nhạt ra biến sắc. Nguyễn Dũng Giang khai nhận tối ngày 5 tháng 1 năm 2011, chị Hằng có sang nhà Giang nhưng đi cùng một người đàn ông với mục đích hỏi chuyện Giang mua gà trọ cho con trai chị. Sau đó Giang mượn xe máy của chị Hằng đi ra ngoài. Mọi sự việc sau đó hắn không hề biết. Vâng, ban đầu thì đối tượng Giang khai báo hết sức quanh co và có những cái khi những dấu vết của chúng ta chưa thu thập được đầy đủ thì đối tượng Giang là hết sức là có một cái thái độ khai báo quanh co rồi nằm che giấu những cái dấu vết của tội phạm. Rồi sau đó thì cái tình tiết mà đối tượng Giang khai báo là chị Hằng đi cùng một người đàn ông đến để đổ tội cho người khác và coi như là gây ra cái yếu tố ngoại phạm của Nguyễn Dũng Giang thì bằng những cái cơ sở và bằng những cái dấu hiệu và những dấu vết mà qua công tác trinh sát chúng tôi nắm được thì hoàn toàn loại trừ cái khả năng cái lời khai của Nguyễn Dũng Giang. Về sau đó thì trực tiếp tôi đã đấu tranh với Nguyễn Dũng Giang trong khoảng một tiếng đồng hồ bằng những lời lẽ thuyết phục rồi bằng những cái chứng cứ qua quá trình của như là nắm tình hình và rà soát tại hiện trường của vụ án. Biết không thể giấu được tội giết người của mình, Nguyễn Dũng Giang lại thay đổi lời khai. Chị Hằng đến nhà Giang cùng một người đàn ông. Sau đó người đàn ông ra về. Chị Hằng cùng ngồi lại với Giang xem TV. Lợi dụng lúc Giang xuống bếp, chị Hằng đã lấy trộm 500.000 đồng, giấu dưới chiếc chiếu thì bị Giang phát hiện. Chị Hằng phản ứng lại khiến Giang ra tay hạ sát. Tại cơ quan công an, Nguyễn Dũng Giang không hề tỏ ra hận và còn thanh minh cho động cơ giết người, cướp tài sản của mình không phải là do thiếu tiền. Hắn cho biết, sở dĩ không bỏ trốn vì còn lo bán hàng và vì như vậy khác nào báo công an mình là thủ phạm. Hắn chặt đầu và hai cánh tay nạn nhân để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Nhận thấy những lời của Nguyễn Dũng Giang khai nhận vẫn chưa thành thật, bằng các nghiệp vụ sắc bén, cơ quan điều tra đã kiên trì đấu tranh quyết liệt với đối tượng, khiến hắn không còn đường chối cãi và cuối cùng đã khai nhận toàn bộ tội ác dã man của y đối với nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hằng. Ngay khi đêm mà đối tượng Giang nhận tội là anh em tôi quyết định là đưa đối tượng Giang đi. Chúng tôi để đối tượng này là dẫn chúng tôi đến cái vị trí mà theo lời khai đối tượng là nơi vứt đầu của chị Hằng. Thì sau khi mà năm anh em chúng tôi kết hợp cùng công an phường Quán Chữ, đội hình sự công an quận Nghệ An và phòng hình sự, chúng tôi cũng đưa đối tượng đến cái vị trí mà đối tượng khai là vứt đầu. Và tại đó chúng tôi xác định đúng là một cái túi bóng màu đen, bên trong là có phần tóc và phần quần áo, thì xác định là đấy là phần thi thể còn lại của chị Hằng. Sau khi khám nghiệm tử thi xác định là đúng là đầu của chị Hằng và kết thúc việc khám nghiệm tử thi xác định là ba phần thân thể đó của cùng một người và phù hợp tất cả với lời khai của đối tượng cũng như các cái thông tin khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Do đó là chúng tôi xác định chính xác cái đối tượng Nguyễn Dũng Giang là cái đối tượng gây ra vụ án sát hại chị Hằng. Cuối năm 2010, Giang quen biết với chị Nguyễn Thị Thu Hằng và vay của chị một số tiền phục vụ cho việc kinh doanh. Đến hạn chưa xoay đủ số tiền để trả, lại thêm chị Hằng liên tục đòi nợ. Thấy chị Hằng có tài sản, Giang nảy sinh ý định sát hại để quỵt nợ. Tối ngày 5 tháng 1 năm 2011, Giang gọi điện hẹn chị Hằng tới cửa hàng để trả nợ. Chị Hằng sốt sáng đi xe máy một mình đến nhà Giang.
Nhân lúc chị Hằng không để ý, Giang dùng búa đinh đập mạnh vào đầu, khiến chị Hằng ngã vật xuống đất và bất tỉnh ngay tại chỗ. Giang kéo chị Hằng vào trong bếp. Tại đây hắn phát hiện nạn nhân vẫn còn thở. Giang tiếp tục dùng búa đập liên tục vào đầu cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Sau đó Giang lấy xe máy của nạn nhân mang ra gửi tại bãi trông xe ở khu vực Cầu Niệm, quận Lê Chân, rồi quay lại nhà trọ nghĩ cách phi tang xác chết. Khi về đến nhà, Giang đóng chặt cửa. Hắn lột hết tài sản quần áo của chị Hằng, tiếp đó kéo nạn nhân vào nhà tắm, dùng dao phay cắt rời đầu, hai tay của nạn nhân. Chờ các hộ gia đình trong khu ngủ yên, hắn mang đi vứt ở các địa điểm khác nhau. Phần cánh tay vứt dưới bể phốt công trình xây dựng đối diện cách hiện trường 30m. Còn phần đầu, hắn vứt tại bụi rậm gần bờ sông Rạch Chai, cách hiện trường 100m. Sau đó Giang quay về cửa hàng, bê phần thi thể còn lại ra khu đất trống ngay phía sau, đặt nằm sấp. Rồi lấy phôi bào có sẵn, phủ kính và tiếp tục đậy chiếc chiếu lên trên. Xong xuôi, hắn quay lại nhà trọ lau chùi nhà cửa, xóa dấu vết, rồi thản nhiên lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Giang mua sim điện thoại, nhắn tin vào số máy của chị Hằng với nội dung: mẹ đi Lạng Sơn vài hôm rồi về, ở nhà mọi người yên tâm. Hai chiếc nhẫn vàng hắn mang đi bán lấy tiền. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2011, Giang được mời lên cơ quan điều tra và bị bắt giữ. Ngay sau khi cơ quan điều tra xác nhận Nguyễn Dũng Giang chính là thủ phạm giết hại chị Nguyễn Thị Thu Hằng, nhiều người dân sống tại phường Quán Chữ đã không khỏi bàng hoàng. Kẻ thù ác đã phải nhận bản án tử hình cho những tội ác không thể dung thứ mà hắn gây ra. Chỉ còn lại nỗi đau mất người thân thuộc về gia đình nạn nhân. Đáng thương cho đứa con mất cha mất mẹ. Cú sốc đã khiến em không thể tiếp tục con đường học tập, bỏ đi lang thang vô định. Nhưng rồi em đã nhận ra trước khi quá muộn. Em phải cố gắng sống cho thật tốt để có thể phần nào làm yên lòng người mẹ đã khuất của mình. Với tinh thần làm việc tận tụy, cẩn trọng và trách nhiệm, các điều tra viên có kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng có liên quan đã bắt gọn kẻ giết người, buộc hắn phải trả giá đắt cho những hành vi phạm tội của mình. Chương trình Hành Trình Phá Án của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên INTV.